Xin chào các bạn. Hôm nay Surich sẽ giới thiệu cho các bạn nhân vật trong Doraemon. Bạn có biết nhân vật đó là nhân vật gì không? Mình sẽ con Vita rồi. Doraemon rồi. Sinuca rồi. Sinuca. Chico rồi. À, chắc là nhân vật mập nhất trong Doraemon đúng không? Đó chính là Jaian. Vâng, hôm nay hai bà con sẽ cùng nhau vẽ và tô màu Jaian. Các bạn cùng đón xem nha. Yeah. Let's go. Mình sẽ tô cái quần màu nâu nha. Thank you.
sẽ tô màu da cho tay với mặt nó nha các bạn. Bye.